ý khi mà các bạn sử dụng thuốc kháng sinh uống vào trên cơ thể để điều trị mụn trứng cá nhé. Điều đầu tiên khi mà các bạn uống kháng sinh để điều trị mụn trứng cá, các bạn lưu ý là mình uống trong thời gian ngắn thôi nhé, không có uống trong thời gian dài, bởi vì nó là cái tính chất kháng sinh nên nếu bạn uống trong thời gian dài sẽ bị nhờn thuốc và không có tác dụng đâu. Và cái thứ hai nữa là khi chúng ta uống ấy vào trong cơ thể với một liều lượng thuốc kháng sinh, nó sẽ gây ra rất là nhiều cái vấn đề cho chúng ta. Thứ nhất là hại gan là một này, thứ hai là sẽ ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa và hệ thống dạ dày nữa. Nên là có hai cái lưu ý khi mà các bạn sử dụng thuốc kháng sinh để điều trị mụn trứng cá nhé. Còn với kháng sinh bôi trên da thì đối với mụn mủ thì chúng ta có thể sử dụng, nhưng đối với cái mụn đầu đen và mụn đầu trắng ấy, nó là những hoặc là thâm ấy, thì chúng ta không có sử dụng, bởi vì không có cần thiết đâu bạn. Những cái kháng sinh đấy là chủ yếu nó để kháng vi khuẩn gây ra cái tình trạng mụn thôi, còn mụn đầu đen, mụn đầu trắng thì chúng ta sẽ sử dụng những cái cách khác để điều trị.